bắt đầu được chương trình ngày 21 tháng 10 năm 2023. Tôi thông qua cái chương trình của chùa ngày hôm nay, thông qua chương trình, hai là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, ba là trao tặng kỷ niệm chương, bốn là ôn lại lịch sử ngày quốc tế người cao tuổi, năm là phát biểu của ban đại diện người cao tuổi của huyện, phát biểu đại diện của ủy ban nhân xã các từ và kết thúc lễ kỷ niệm. Tuyên bố lý do: kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể cán bộ hội viên về dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay, được sự cho phép của ban đại diện hội người cao tuổi huyện Đức Linh, được sự chỉ đạo của đảng ủy, ủy ban nhân dân hội người cao tuổi xã Vũ Hòa long trọng tổ chức kỷ niệm 32 năm ngày quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1991, ngày 1 tháng 10 năm 2023. Đây là dịp lễ cán bộ hội viên và người cao tuổi trên toàn cầu hiểu được ý nghĩa cũng như lịch sử ra đời của ngày quốc tế người cao tuổi, đó là lý do lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Lễ kỷ niệm hôm nay, hội người cao tuổi xã Vũ Hòa rất trân trọng được đón đại biểu huyện ông Lê Văn Chí, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, phó ban đại diện hội người cao tuổi huyện Đức Linh. Đại biểu ở xã có ông Nguyễn Văn Tới, phó bí thư thường trực đảng ủy, bà Lê Thị Hòa, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Về dự lễ kỷ niệm hôm nay còn có các ông bí thư chi bộ thôn trưởng của các khóa tiền nhiệm, các ông bà cán bộ ban chấp hành các chi hội, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ và toàn thể học viên cũng về rồi để đưa tin và hình ảnh về lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Còn có phóng viên đài truyền hình huyện Đức Linh, xin quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ hội viên cho một tràng pháo tay để xin đọc quyết định và trao kỷ niệm chương. Xin kính mời ông. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, hội người cao tuổi Việt Nam, ban thường vụ số 1485 QĐ-HNCT Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023, quyết định về việc tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. Ban thường vụ căn cứ luật thi đua khen thưởng, căn cứ điều lệ hội người cao tuổi Việt Nam khóa 6, căn cứ quy chế xét tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, xét tờ trình đề nghị số 04TT-NCT ngày 17 tháng Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam quyết định: điều 1, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam cho 85 cá nhân có danh sách kèm theo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi Việt Nam. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 3, hội đồng thi đua khen thưởng, văn phòng ban tổ chức, ban kiểm tra trung ương hội, ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Bình Thuận và cá nhân có tên tại điều 1 thi hành quyết định này, thay mặt ban thường vụ chủ tịch Nguyễn Thanh Bình. Xin kính mời ông.
152 đại hội đồng Liên Hợp Quốc bàn về chiến lược đối với người cao tuổi trong thập niên 1992-2001 đã ra quyết định số 45/106 lấy ngày 1/10 năm hàng năm là ngày quốc tế người cao tuổi, bắt đầu từ ngày 1 trong năm quyền và quyết định các quốc gia phấn đấu thực hiện, đó là quyền được sống độc lập, không bị phụ thuộc, quyền được tham gia mọi công việc trong xã hội cộng đồng, quyền được chăm sóc vật chất tinh thần, quyền được phát huy phát triển cá nhân và quyền được tôn trọng nhân phẩm. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4 năm 2002, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định triệu tập hội nghị quốc tế lần thứ 2 về người cao tuổi tại Madrid, Tây Ban Nha, đã ra tuyên bố chương trình Madrid về cam kết cùng nhau thực hiện kế hoạch hoạt động quốc tế về người cao tuổi gồm 3 điểm. Một là đánh giá cao về sự tăng gia của họ, khẳng định kỹ năng, kinh nghiệm, ý thức và nguồn lực của người cao tuổi là một tài sản vô giá cho sự phát triển của nước tuổi đang trưởng thành. Hai là cam kết và bỏ ngoài với người cao tuổi, thừa nhận người cao tuổi phải được hưởng một cuộc sống đầy đủ, có sức khỏe, được đảm bảo an toàn và được tham gia đầy đủ vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, vân vân. Ba, khẳng định thế giới hiện đại đã đạt được sự giàu có và năng lực công nghệ vào và dưới các vị phụ lão trong cả nước, Nguyễn Ái Quốc đang nêu rõ những quan điểm cơ bản của Đảng đối với người cao tuổi, đánh giá vai trò, vị thế, kinh nghiệm và khả năng của người cao tuổi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Trong suốt 78 năm qua, với một tầm nhìn chiến lược, tư tưởng nhân văn và tấm lòng sâu đậm về truyền thống kính lão bác tổ của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra những chủ trương, chính sách, tổ chức, giải pháp và phương hướng hoạt động đối với người cao tuổi, kết tinh lại thành một hệ thống hoàn chỉnh tư tưởng Hồ Chí Minh đối với người cao tuổi và tổ chức người cao tuổi. Ngày 24 tháng 9 năm 1995, Chính phủ ký quyết định thành lập Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Từ đó đến nay, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tiến hành 3 lần đại hội. Lần 1 vào ngày 10 tháng 5 năm 1995, lần 2 ngày 12 tháng 7 năm 2001, nhiệm kỳ 2 ngày 30 tháng 12 2026, nhiệm kỳ 2007 và 2011. Từ khi ra đời đến nay, Hội Người Cao Tuổi luôn được Đảng, Nhà nước và ra nhiều chỉ thị, nghị định, pháp lệnh tạo điều kiện cho hoạt động phát triển sâu rộng các địa phương trong các tỉnh thành phố. Văn bản pháp luật cao nhất là dành cho người cao tuổi là Luật Người Cao Tuổi được Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước ban hành. Sau đó, nhất là quyết định số 68 QĐ-TTB ngày 1 tháng 11 năm 2020 của Việt Nam là một đặc thù trong số 28 vụ xã hội quần chúng trong cả nước. Theo chỉ thị 42 CTTV của Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể xã hội, hội quần chúng chức vụ, từ khi có hội người cao tuổi sinh hoạt theo hai cấp, cấp hội trung ương và cơ sở, tức là phường xã. Sau đó có thêm ban đại diện tỉnh, thành phố và quận huyện tạm thời cấp, tạm thời quốc và đại pháp theo cấp như các hội đoàn thể khác. Đó là niềm tự hào lẫn danh dự của người cao tuổi Việt Nam chiếm tỷ lệ 9-10% trong dân số cả nước, trên 80% trong mọi địa bàn ở các cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện. Hàng năm, Hội Người Cao Tuổi các cấp tổ chức lễ mừng thọ các cụ cao tuổi nhân dịp ngày quốc tế người cao tuổi, trình hành động quốc gia về người cao tuổi, cam kết thực hiện kế hoạch hành động quốc tế được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo hỗ trợ và hỗ trợ người cao tuổi. Kết thúc ngày 27 tháng 9 năm 1995, pháp lệnh về người cao tuổi năm 2001 và nay là luật của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, bên cạnh ban quốc gia tổ chức các cấp theo hệ thống hành chính và hệ thống một, chẳng những bắt nguồn từ sự quan tâm hồ từ những năm trước hai cuộc kháng chiến của dân tộc ta, Liên Hợp Quốc có quá trình 32 năm ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10
Luật người cao tuổi hiện nay đã dành cho những giải pháp đi vai trò của mình trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tư cách pháp lý và vai trò của tất cả hội viên và người cao tuổi trong xã hội mà không ai. Đến đây là tóm tắt lịch sử ngày quốc tế người cao tuổi. Thường chí nhân viên tớ có cái thường ủy xã Hưng Hòa, thường chí họ mà có cái tập trung ngành xã, thường ủy đại biểu, thường ủy ban của bà. Trong không khí vui mừng phấn khởi của đảng bộ và nhân dân xã nhà, thi đua học tập lao động sản xuất, chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 năm 2021, ngày 1 tháng 10 2023 và 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 1941-2023. Tôi rất vinh dự được kỳ để kỷ niệm 32 năm ngày quốc tế người cao tuổi tại xã Phúc Hòa. Thay mặt ban đại diện hội người cao tuổi, huyện xin nhiệt liệt chào mừng gửi đến quý vị đại biểu và toàn thể các cụ ông cụ bà lời sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhân dịp này, qua các cụ có mặt hôm nay cho phép tôi gửi đến toàn thể hội viên người cao tuổi xã nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 năm nay kính thưa các cụ. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam vì nó khỏe mạnh của dân tộc Việt Nam. Trong thời đại Hồ Chí Minh, người cao tuổi đã được xã hội công minh và kính trọng trọng thọ là truyền thống đạo đến nay được chăm sóc và được tiếp tục phát huy truyền thống kinh nghiệm sống ấy. Trong đó như hội nghị Chiến Hầm, người cao tuổi trong huyện nói chung và xã Hiệu Hòa nói riêng phát huy phong trào thi đua tuổi cao gương sáng của hội, làm việc góp phần cho sự phát triển của quê hương đất nước, là những cụ ông cụ bà con đường trong thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Hội người cao tuổi xã Hiệu Hòa đã và đang có nhiều hoạt động hết sức tích cực. Địa phương đã và đang phát huy các mong muốn của đa dạng ở các chi tổ hội trong toàn xã, trong đó có phong trào xây dựng câu lạc bộ. Thay mặt ban đại diện hội người cao tuổi huyện xin nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp chí nghĩa chí tình của các cụ trong thời gian qua. Cái nhiệt độ của trẻ có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, chất lượng ma túy của các thị trường sầu khác. Người cao tuổi xã Hiệu Hòa càng đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế và làm tốt các hoạt động an sinh xã hội, nhất là các cụ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nêu lên. Thì biểu chúc các cụ ông cụ bà sống vui sống khỏe sống hạnh phúc và mãi mãi tuổi thọ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bài phát biểu của ông Lê Văn Chí, phó trưởng ban hội người cao tuổi của chúng mình. Tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời bà Lê Thị Hòa, phó chủ tịch ủy ban xã Thiên Phát biểu. Đồng chí Lê Văn Chí, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Đức Linh, phó trưởng ban đại diện của người cao tuổi huyện. Thưa đồng chí, những năm tới, phó bí thư thường trực đảng ủy xã, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý cụ và ông bà, trong không khí vui mừng phấn khởi của đảng bộ và nhân dân xã nhà đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, nhất là chung sức đồng lòng hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự lễ kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam. Thay mặt cho lãnh đạo đảng chính quyền địa phương, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự lễ kỷ niệm lời chào trân trọng, lời chúc này cho phép tôi gửi tới toàn thể hội viên người cao tuổi xã nhà lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, hòa cùng truyền thống vẻ vang của hội người cao tuổi Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng, sự hỗ trợ phối hợp của chính quyền mặt trận cùng các đoàn thể địa phương, sự quan tâm chỉ đạo của ban đại diện hội người cao tuổi huyện Đức Linh, hội người cao tuổi xã nhà tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hiến kế hiến công nêu gương trên các lĩnh vực công tác như giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, xây dựng tương trợ giúp đỡ cho hội viên, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tham gia tích cực phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quan tâm công tác chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi, phối hợp tổ chức mừng thọ chú đáo và trân trọng. Đặc biệt hội thường xuyên chăm lo củng cố phát triển tổ chức hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng chính quyền trong xã.
chảy vững mạnh, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào của địa phương, đã góp phần cùng đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội xã nhà. Nhiều bác nhiều cô đã vào tuổi xưa lên hiếm nhưng vẫn tiếp tục nêu gương trong cuộc sống, trong nhiều phong trào xây dựng địa phương, giữ ngọn lửa truyền thống mãi sáng, đúng như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: tuổi cao chí càng cao, chống đi nước già nào kém ai, tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, tôi trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được với tất cả sự kính trọng và biết ơn đối sự đóng góp của các cấp hội cùng toàn thể hội viên hội người cao tuổi xã nhà. Kỷ niệm thành công tốt đẹp. Xin chào. Thay mặt cho đại diện cho ban đại diện hội người cao tuổi huyện Đức Linh và bà Lê Thị Hòa đại diện cho lãnh đạo xã địa phương hội người cao tuổi, chúng tôi xin ghi nhận những lời phát biểu của ông Lê Thị Hòa và của bà Lê Thị Hòa. Đây là ngày quốc tế người cao tuổi của hội người cao tuổi xã Hòa đến đây đã hoàn tất. Bây giờ là thời gian biểu diễn.